phúc lắng động lời Chúa. Thứ tư tuần 14 thường niên, Matthew chương 10 câu 1 tới câu 7. Lời Chúa: Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Matthew chương 10 câu 1. Câu chuyện minh họa: Đức cha Paulo Cesar, tên Việt là Đức cha Kim, ngài đã qua đời tại Pháp ngày 24 tháng 2 năm 1984. Chuyện kể rằng, trong một chuyến lên Đà Lạt, xe của Đức cha đang leo đèo Grand thì gặp một đôi vợ chồng đang lay quay, với chiếc xe của họ bị trục trặc máy móc nên không chạy được. Đêm đã xuống, trời tối om không ai nhận ra ai. Đức cha xuống xe và sau khi đã hiểu cớ sự, ngài đã không nói không rằng, chui xuống gầm chiếc xe của hai vợ chồng, dùng đèn pin tìm chỗ trục trặc và ít phút sau đã khắc phục được sự cố. Hai vợ chồng vui mừng và rối rít cảm ơn vị ân nhân lạ mặt của mình. Khi họ hỏi ngài là ai thì ngài trao cho họ một tấm danh thiếp rồi chào từ giã họ. Người chồng mở đèn trên xe và đọc: Bosser, giám mục Công Tung. Suy niệm: Đức cha đã thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu về sứ mệnh truyền giáo. Ngài đã không nghĩ đến chức vụ của mình, nhưng nghĩ đến việc phục vụ mà thôi. Những môn đệ Chúa chọn không phải là những người có học thức cao, địa vị, lợi thế trong xã hội, nhưng Chúa chọn những người tầm thường để làm những việc phi thường. Chúa Giêsu nhìn mọi người không phải để thấy họ thế nào, nhưng là để ngài khiến họ nên thế nào. Chúa gọi các môn đệ để các ông ở lại với người, nghĩa là luôn sống trong sự hiện diện của người. Nhờ đó, người môn đệ có thể mang vẻ đẹp của đấng cứu thế đến cho mọi người. Là Chúa Giêsu, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con ý thức về ơn gọi của mình và sống sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người. Cho dù có những phong ba hay sóng gió trong cuộc đời, xin cho chúng con luôn trung thành với sứ mạng của mình là loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thank you.